Hà Nội cần làm rõ việc chiếm đất công phân lô xây mộ. Thưa quý vị, thời gian qua, một số người dân xã Kim Trung, huyện Đông Anh thông tin đến người đưa tin tình trạng một số cá nhân lấn chiếm đất công, sau đó phân lô thành những khu mộ và có dấu hiệu bán kiếm lời, trong đó có nhiều khu lăng mộ bề thế. Sau một thời gian tìm hiểu, phóng viên phát hiện tại khu vực giáp Nghĩa Trang, xã Kim Trung có rất nhiều khu mới được hình thành, phân theo lô với diện tích hàng chục mét vuông. Theo một số người dân phản ánh, khu đất này một phần trước là đất chiếm trũng, hố đấu được nhiều người đổ trạc thải san lấp. Sau chỗ đó được san gạt này xuất hiện những ngôi mộ mới nhưng chưa có người chôn cất. Theo người dân, những ngôi mộ này đang chờ để được sang tay cho những gia đình có nhu cầu. Qua quan sát của phóng viên cũng phát hiện nhiều khu lăng mộ quy mô lớn mới được hình thành với diện tích mỗi khu hàng chục mét vuông. Những khu lăng mộ này đều được đổ đất và xây cao từ 2 đến 3 mét so với mặt bằng chung Nghĩa Trang Kim Trung. Ngoài ra, một số khu lăng mộ còn chưa có người được chôn cất nhưng đã chia thành nhiều ô mộ nhỏ chờ. Nhận thấy tình trạng trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, cuối năm 2023, phóng viên đã gửi thông tin cho bà Lê Thị Vân Huyền, Chủ tịch xã Kim Trung và một số lãnh đạo huyện Đông Anh nhằm có biện pháp ngăn chặn tình trạng nêu trên. Ngày 3 tháng 11, 2023, bà Lê Thị Vân Huyền, Chủ tịch xã Kim Trung giới thiệu phóng viên xuống làm việc với ông Tô Quang Thiện, Phó Chủ tịch xã Kim Trung. Tại Ủy ban Nhân dân xã Kim Trung, khi phóng viên cho ông Thiên xem toàn bộ hình ảnh có liên quan đến việc san lấp đất công, phân lô làm mộ, thì vị này tỏ ra bất ngờ và cho rằng vị trí này không thuộc địa giới hành chính của xã Kim Trung mà thuộc xã Tiền Phong, huyện Mê Linh. Khi phóng viên chỉ vào khu vực xây dựng khu lăng mộ thuộc bản đồ địa giới hành chính của xã Kim Trung đang được treo ngay ngắn trong phòng ông Thiện, đồng thời liên lạc với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiền Phong, huyện Mê Linh để xác định rõ ranh giới giữa hai xã, không như ông Thiện nói, thì vị Phó Chủ tịch xã mới ngập ngừng nói sẽ kiểm tra lại và phản hồi sau. Nhiều ngày sau đó, khi phóng viên liên hệ làm việc, đề nghị ông Thiện cung cấp thông tin, thì vị này tìm cách né tránh và đề nghị phóng viên liên hệ làm việc với Chủ tịch xã làm việc. Sự việc chưa được xử lý dứt điểm, thì một thời gian sau đó, ông Thiện được thăng tiến từ vị trí Phó Chủ tịch xã Kim Trung lên giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh. Quay trở lại vụ việc san lấp đất công tại xã Kim Trung nhằm kịp thời ngăn chặn những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phóng viên đã nhiều lần tìm gặp và gọi điện cho bà Lê Thị Vân Huyền, Chủ tịch xã Kim Trung, đồng thời gửi video hình ảnh về việc chiếm đất công phân lô xây mộ, nhưng bà Huyền đều tìm cách né tránh không có phản hồi. Theo ghi nhận của phóng viên, suốt từ tháng 11/2023 đến nay, tình trạng san lấp hồ đấu chiếm đất công để xây phân lô, xây mộ tại xã Kim Trung diễn ra còn mạnh mẽ hơn trước. Cụ thể, một số vị trí phóng viên ghi hình vào tháng 11/2023 đang là khu đất trống này thì nay được phân lô xây những ngôi mộ chờ. Sau nhiều lần liên hệ với Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh và đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo xã Kim Trung cung cấp thông tin cho báo chí, chiều ngày 12/4/2024, người đưa tin mới có buổi làm việc chính thức với một số cán bộ xã Kim Trung. Trao đổi với phóng viên, một cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Kim Trung, huyện Đông Anh thừa nhận có tình trạng lấn chiếm đất công để xây mộ trục lợi trên địa bàn xã. Người dân tự phát nhiều lắm cũng là bức xúc thật, vị này nói. Về nội dung lấn chiếm đất công xây mộ để mua bán, trong giao ban đảng ủy, lãnh đạo xã đã chỉ đạo công an xã xác minh, công an cũng ra khuyến cáo nếu người dân phát hiện hay có bằng chứng về việc mua bán thì thông tin đến công an để xử lý. Về lý do vì sao không thực hiện các biện pháp ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất công xây mộ, một cán bộ xã Kim Trung cho biết đã giao cho bên công an xã nhưng không thấy lực lượng này có phản hồi. Liên quan đến trách nhiệm về công tác quản lý, trao đổi với phóng viên, cán bộ xã Kim Trung nhấn mạnh, đối với việc quản lý đất công, nếu ủy ban cấp xã để xảy ra vi phạm lấn chiếm xây dựng trên đất công, thì Ủy ban Nhân dân xã hoàn toàn chịu trách nhiệm. Sau khi nhận được thông tin của phóng viên về tình trạng lấn chiếm đất công để phân lô xây nhiều khu mộ, Ủy ban Nhân dân xã đã rà soát, tuy nhiên chính quyền hỏi thì người dân trốn hết và cho biết những người xây dựng là từ nơi khác về. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân xã đã cho phá dỡ và san ủi một số vị trí tại khu vực đất công nhưng bị san gạt để phân lô làm mộ, đại diện xã thông tin. Khi phóng viên đề nghị tiếp cận một số tài liệu biên bản khi thực hiện phá dỡ thì những cán bộ xã Kim Trung lại không cung cấp được và cho biết khi thực hiện phá dỡ không làm biên bản chính quyền xã tiện, nên mượn máy của người dân vào san gạt,
nhưng vị trí đang phân lô trên, và khẳng định khi phá dỡ có trưởng thôn và đồng chí phó chủ tịch chứng kiến. Ngoài ra, lãnh đạo xã cũng đã báo cáo bí thư xã trong cuộc họp đảng ủy. Phóng viên ngỏ ý xin tài liệu liên quan đến việc báo cáo vị cán bộ xã, cho biết báo cáo bằng miệng không có văn bản. Trước đó, liên quan đến hành vi chuyển nhượng đất nghĩa trang, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố đã ký công văn chỉ đạo trưởng các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý các vi phạm, tội phạm trong hoạt động quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn thành phố. Giám đốc Công an Hà Nội cũng yêu cầu các trưởng phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, nắm tình hình, kiểm tra, xử lý vi phạm, khởi tố điều tra đối với các vụ phạm tội liên quan tới công tác quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn. Phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án để đưa các vụ án ra xử nghiêm nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới người dân, phòng ngừa, răn đe những hành vi vi phạm pháp luật. Đáng chú ý, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu trưởng các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã phối hợp cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường đưa tin về kết quả xử lý vi phạm, tội phạm, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng nghĩa trang. Liên quan đến việc ngang nhiên san lấp, lấn chiếm đất công để phân lô xây mộ tại xã Kim Trung, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sớm có chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ. Vì sao khó chống tham nhũng? Thưa quý vị, năm 2012 tôi lần đầu tiếp tay cho tham nhũng. Tôi bị cảnh sát giao thông dừng xe do lỗi vượt phải. Anh cảnh sát đề nghị 300.000 đồng để xử lý nhanh. Tôi tặc lưỡi đồng ý. Không ít người rơi vào trường hợp như tôi. Đến nỗi thời điểm đó, một vị tướng từng nói đại ý nhận vài 300.000 bồi dưỡng thì đâu gọi là tham nhũng. Ai cũng biết chuyện xử lý nhanh là xấu, nhưng nhắm mắt cho qua vì coi đó là chi phí ngầm của bộ máy nhà nước. Năm đó, công tác phòng chống tham nhũng tái khởi động. Sau 10 năm, kết quả được công bố trong đợt tổng kết vừa qua. Gần 170.000 đảng viên, tương đương 3,2% tổng số đảng viên cả nước, chịu trách nhiệm tập thể do sai phạm của hơn 2.700 tổ chức đảng. Khoảng 7.500 cá nhân trực tiếp bị kỷ luật, trong đó có 170 cán bộ cấp cao. Tôi không dám chắc chuyện xử lý nhanh chấm dứt hay chưa, nhưng chắc chắn nhận thức về hành vi này đã khác trước. Sai phạm nhiều chứng tỏ công tác chống tham nhũng được thực hiện nghiêm túc, không có vùng cấm như tuyên bố của người đứng đầu. Nhưng về số lượng lớn vụ vi phạm cho thấy nỗ lực hiện tại sẽ là không đủ. Về dài hạn, chống tham nhũng không thể chỉ dựa vào hình phạt hoặc kêu gọi tự giác nêu gương. Nếu coi xử lý tham nhũng bao gồm cả phòng lẫn chống thì 10 năm qua đã ưu tiên phần chống. Một chiến dịch bao giờ cũng có điểm kết thúc, trong khi tham nhũng luôn tồn tại. Chính vì thế, xây dựng được cơ chế, trong đó hệ thống chống tham nhũng, tự vận hành hiệu quả là yêu cầu tiếp theo. Theo tôi cần phân biệt rõ hai nhóm cơ chế, nhóm tiền kiểm và nhóm hậu kiểm. Với cơ chế tiền kiểm, quốc gia có thể học hỏi là Singapore. Lý Quang Diệu khi bắt đầu nỗ lực tái xây dựng bộ máy hành chính đảo quốc này vào thập niên 70-80 thế kỷ trước. Cho rằng cần 3 yếu tố để chống tham nhũng hiệu quả. Thứ nhất, mức thu nhập của cán bộ phải đủ cao để họ ít có động cơ tham nhũng. Thứ hai, hình phạt đủ nặng để răn đe. Và thứ ba, quan trọng hơn, là xây dựng được văn hóa công chức đủ tốt để coi tham nhũng là hành vi không chấp nhận được. Việt Nam không thiếu quy định hay hình phạt để chống tham nhũng. Trong 10 năm qua, đã có hơn 250 văn bản về xây dựng đảng, 300 bộ luật và hơn 2.000 văn bản từ chính phủ đề cập tới chống tham nhũng. Tuy nhiên, cải thiện thu nhập khu vực công và xây dựng văn hóa công chức là hai mặt còn yếu. Trong khi công việc ở khu vực công ngày càng áp lực, thu nhập của công chức không tăng tương xứng. Lấy một ví dụ đơn giản, một sinh viên mới ra trường khi làm cho cơ quan nhà nước sẽ hưởng mức lương khoảng 3,5 triệu đồng một tháng, thấp hơn tiền học phí hàng tháng của một số trường đại học. Nghĩa là nếu bạn phải đi vay tiền để hoàn thành chương trình cử nhân, thì kể cả nhịn ăn cũng không đủ tiền trả nợ khi làm công chức. Thực tế này sẽ bị nhiều người phản bác rằng, đâu có cán bộ nào sống bằng lương. Chính quan điểm này là vấn đề.
Nếu không sống bằng lương, cán bộ sống bằng gì? Khi một người được trả lương quá thấp so với năng lực, sẽ có 3 khả năng. Trước tiên, bạn có thể thiếu trách nhiệm, làm việc cho qua ngày như cách nói vui nhưng đúng thời Liên Xô. Họ giả vờ trả lương, chúng tôi giả vờ làm việc. Thứ hai, bạn có thể tận dụng vị trí để làm lợi cho bản thân, bù vào khoản thu nhập kém. Thứ ba, bạn xin nghỉ việc. Sống bằng lương cũng là điều kiện cần để xây dựng văn hóa công chức. Không phải ai nghèo cũng tham nhũng. Những đại án vừa qua là minh chứng. Nhưng thu nhập càng thấp thì cám dỗ càng lớn. Tôi sẽ bớt thông cảm với anh cảnh sát nói trên hơn nhiều nếu thu nhập của anh ta không phải là 3,5 triệu một tháng. Về nhóm cơ chế hậu kiểm, bộ máy phòng chống tham nhũng đã được kiện toàn từ trung ương tới địa phương. Có một tiền đề quan trọng, không kiểm soát được tài sản thì không thể chống tham nhũng. Tuy nhiên, luật phòng chống tham nhũng 2018, sau đó là nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban hành năm 2020 vẫn chưa lấp hết các kẽ hở, khiến tính hiệu lực, hiệu quả về kiểm soát tài sản vẫn rất thấp. Ví dụ, sự di chuyển tài sản của đối tượng bị kê khai là một chuyện khó khăn. Tài sản của một lãnh đạo tỉnh có thể được chuyển cho con là giám đốc một doanh nghiệp và không kiểm soát được vì con ông không thuộc diện phải kê khai. Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng khuyến cáo các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam, cần hình sự hóa hành vi làm giàu bất hợp pháp và hành vi không giải trình được nguồn gốc tài sản bất thường của cán bộ, công chức. Hiện Việt Nam chưa thực hiện được triệt để khuyến cáo này. Các giải pháp cơ chế trong ngắn hạn cần tập trung bịt kín những lỗ hổng trên. Quan trọng hơn, chống tham nhũng không thể chỉ phụ thuộc vào quyền lực nhà nước và bộ máy hành chính. Thực tế cho thấy những nước Bắc Âu và New Zealand, nơi chỉ có chỉ số tham nhũng thấp, nguồn lực dành riêng cho chống tham nhũng là không lớn. Không nơi nào có cơ quan chống tham nhũng từ trung ương đến địa phương. Ngoài yếu tố văn hóa, thành công của họ đến từ sự tham gia tích cực của công chúng, báo chí, truyền thông và các tổ chức xã hội. Người dân, người vừa tiếp tay, vừa là nạn nhân chịu ảnh hưởng lớn nhất từ tham nhũng, chắc chắn sẽ là tai mắt hiệu quả. Muốn người dân cùng tham gia giám sát, trước hết là cơ quan nhà nước cần minh bạch hơn, thực hiện nghiêm túc luật tiếp cận thông tin, về quy định cụ thể, cách thức để người dân chống tham nhũng, phổ biến địa chỉ email, đường dây nóng chống tham nhũng, hoặc tốt hơn là sự lắng nghe của các đại biểu quốc hội hoặc hội đồng nhân dân thành phố. Trong hàng nghìn văn bản về chống tham nhũng, vai trò của tai mắt còn rất mờ nhạt. Đó đều là những vấn đề không thể cải thiện một sớm một chiều, nhưng nếu không thực hiện thì về dài hạn, chống tham nhũng sẽ giống như vỗ tay một bàn, rất mạnh nhưng không phải khi nào cũng trúng mục tiêu.